đây con 288 đây, con này đầy mua cao, đề này chạy phải nói là cực kỳ ghê luôn á, chạy rất là ngon luôn. Tem nó nè, cái này mới mở bô nè, bô nó nè ha, bô nó thì nó bên bển nó có hàng, có hàng cái mỏ ra nè, hàng thêm cái mỏ ra nè ha, ốc ác là dàn nhính như thế không. Con này bao zin 100% nè, cái hầm còng nó lạ lắm, nó gì vậy nè, con này nó hơi dơ ra ha, tại vì nó dính như nhựa đó, rửa không có kỹ ha, hơi dơ ha, cái hầm còng nó như vậy nè ha. Về anh tỉ muốn xiêm vô gỗ thì anh cắt vài cái khía ha, ốc làm mới gỡ ra nè, tông nè, kéo giùm anh đây, cái tông là quăng ngang là 100% là còn nguyên hết nha. Ừ, quăng ngang là còn nguyên hết luôn nha anh. Nồng là bao đẹp, bao sáng, bao zin, bao toàn bộ cái bộ nồng này là em bao anh là cực kỳ vip luôn nha. Anh thấy quăng ngang không? Rồi cái hầm gồng nó như vậy nha anh. Con này hơi dơ nha. Rồi ok, chốt thì cho em hay.